Cái này là hai cây nho thân gỗ nè. Thân gỗ này nó cũng còn bé lắm, nhưng mà không sao. Đây là cái mộc, nóng mộc của chỗ kiểm về cây cối nè các bạn. Mình mua từ tiểu bang khác về Cali thì nó sẽ có cái mộc này. Nếu mà không có cái mộc này là nó không cho vô Cali cây cối nha các bạn ha. Xin chào mọi người. Hôm nay mình đợi cái thùng này về từ mấy bữa nay nè. Thùng này là mình mua mấy cây mai tứ quý với lại hai cây nho thân gỗ, nó là chơi bonsai nè mọi người. Đây, để mình tháo ra coi coi cây nó như thế nào ha. Đây, cây này là cái cây mai tứ quý Việt Nam. Đây, cây này cũng được cây tiếp quá. Mai tứ quý Việt Nam đây. Người ta gói rất là kỹ không? Giống như cây nho thân gỗ nè, nho thân gỗ một bé tí nị nè ha, nho thân gỗ đây ha, hai cây. Và tiếp tục đây cũng là cây mai này đó. Mai tứ quý không nha cả nhà. Người ta bán người ta có cắm cho mình biết là cái gì đó cả nhà. Thì thêm một cây mai nữa đây. Tổng cộng là nãy là ba cây mai ha. Trên cây nó là bốn cây. Bốn cây mai. Rất là kỹ luôn á. Nó chưa thấy cây nào mà hai mươi gói đồ giống như vậy. Hay thêm cây nữa là 1 2 3 4 cây mai. 5 cây mai. Nó đủ 5 cây mai. Thì mai tứ quý chắc nó không đến nổi. Đây, thêm cây mai nữa. Và cuối cùng lại là một cây nho thân gỗ nữa. Đây, một cây nho thân gỗ nữa nè cả nhà. Đó, để là Jabotica nè, đó, cây nhỏ thôi. Nó rất là chuẩn luôn. Mua trên website đó cả nhà. Đây, mình mua website ở đây nè, cả nhà thấy không? Cái gì thì mình để dưới chỗ bình luận ha. Hoặc là dưới mô tả. Nó lộn. Thì đây. Đây là 5 cái cây của mình mới mua về. Đó. Mai, 5 cây mai tứ quý và hai cây nho thân gỗ ha. Bây giờ chắc mình tiến hành mình trồng vô chậu nhỏ luôn. Bây giờ trời cũng còn nắng, nhưng mà nếu mà trời tới chiều thì nó rất là lạnh. Hay mình bây giờ mình bỏ vô chậu xong rồi mình kiếm chỗ mát mình để luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây là mai tứ quý đây. Mai tứ quý Việt Nam. Còn đây là nho thân gỗ tí tẹo. Cái tí đây thấy không? Nho thân gỗ. Cây này dáng cũng đẹp nè, dáng nuôi cây này cũng được.
Cây này thì nó thẳng băng nhưng mà có nhiều nhánh. Bây giờ mình sẽ tiến hành sang chậu thôi cả nhà. Mình đã có chậu sẵn sàng hết rồi. Bây giờ mình chỉ bỏ qua chậu thôi. Đây, để mình quay thêm một lần nữa cho các bạn coi ra. Đây là năm cái chậu mai tứ quý Việt Nam mình nè. Mình mua ở website này nè cả nhà. Bây giờ cây này mua về nó còn thân nó còn mảnh mai thì mình uống được chơi. Để mình nuôi nó từ từ. Còn đây là hai cây nho thân gỗ luôn cả nhà. Mình không biết nó bao nhiêu tuổi nhưng mà cứ mua chơi cầm chơi đài thôi. Thấy cả nhà thấy không? Nó là Jabotica ba nè ha, cũng là một cái cây này để trồng bonsai. Cái thân nó nhìn thấy cũng đẹp lắm nhưng mà để coi sao, chắc này chắc tao mới ươm từ hột lên quá. Thôi thì bây giờ mình sẽ tiến hành vô chậu nha cả nhà. Mình làm xong mình sẽ quay cho cả nhà mình coi. Mình chỉ muốn chia sẻ vậy thôi, những cái cây mới của mình. Cảm ơn cả nhà nha. Để một chút xíu mình làm xong mình quay cho cả nhà coi. Lúc mình bỏ vô chậu xong rồi ha. Chờ mình chút xíu nha. Mình đã chuẩn bị đất đầy đủ hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái chậu cây bonsai của mình vô. Đây là nho thân gỗ ha. Có gửi đi, người ta gửi đi tới đó. Cái này người ta chiết nhánh ra trồng hộp ha. Không biết luôn. Thì cái này mua về mình trồng chơi mà đâu có cần biết bao lâu nó có trái gì đâu. Kiểu như làm bonsai mà. Nho thân gỗ thôi, kiểu bonsai vậy đó. Bây giờ về thì có thời gian mình làm luôn chứ đi làm đâu có thời gian đâu. Tiếp tục cây thứ hai nho thân gỗ ha. Dễ không, nó lấy ha thôi à. Đất thì mình chuẩn bị sẵn hết rồi, mình tiêm đất vô thôi. Trồng này chắc tới thằng nhóc có Cái vợ vợ, chắc thằng rồi, Bảo có vợ. bảo có vợ xong rồi mình lấy mình đãi khách luôn. Hai cây, còn đây là cây mai tứ quý nè, cây tứ quý Việt Nam. Bên đây nó có mai vàng Việt Nam hết sao ha? Mai tứ quý nè, có mai vàng nhưng mà đây trồng được đâu. Đây là mai tứ quý Việt Nam nè. Cái này chắc nhỡ chiếc nhánh quá. Thấy cây rồi. Không biết nữa. Nó để là tiếng Anh, nó để là yellow mai, là mai vàng. Nhưng mà cái này là cái nhìn cái lá này là mai tứ quý chứ không phải là mai vàng. Hay quá. Tính nói anh gì quên mất rồi. Chậu đó nhỏ quá không anh? Thì bây giờ mình trồng nó trước trong mùa đông thì tính sao? Tại vì bây giờ chậu cái này nó cũng còn nhỏ quá, cái chậu này là cũng ok. Anh, cái chậu mai mà mai kia bằng mai gì mà tết tết mình hay chưng đó à, mai mai của mễ đó Đó bên kia kìa. à. Bây À, giờ còn anh mấy vô cây chậu nữa. bự rồi đó hả? Hả? Anh vô chậu bự rồi đó hả? Rồi cái tết rồi nó ra bông nhiều không? Đó, mai đó không có đẹp, không mấy gì thích. Nó chúi xuống không à. Còn cái mai này là mai mai cái quý này nó nở, nữ nhẫn kia lên đàng hoàng. Kệ có hơn không ba. Cái đó thật sự nó ấy là chọc đất luôn, nó cây nó lên lẹ lắm. Mấy cái mai này nè, cái thân nó còn gì còn uống được nè. Còn cái kẽm uống vô uống bẻ thì cũng còn được. Mai này mà thật sự nói bên Việt Nam mà để xuống đất trồng màu lớn lắm. Đúng rồi. Bên đây mình thời tiết lúc lạnh lúc nóng nó Thời khó tiết lớn. thất thường quá.
Giờ sắp vô mùa đông rồi, mấy cái bầu dây đều này cuộn lại hả? Dục ha. Chứ phải cuộn dây dục hết đó. Hàng rào rồi tháo xuống hay để vậy luôn anh? Hàng rào nào? Hàng rào anh làm nè. Hàng rào nào đâu? Làm cho nó leo á. Để trồng cái loại khác. Bông điên điển cũng nở quá chừng rồi kìa. Bởi vì bẻ bông điên điển. Bẻ bông điên điển vô. Có nấu gì nấu ăn. Nấu canh chua tôm kìa. Có tôm nè. Có cái linh nấu mới ngon. Làm gì có cái linh ba. Nói vậy. Chua bông điên điển nấu cái lên cá linh mới ngon. Xem gà có lên nữa không anh? Mùa lạnh quá. Tài cú. Đây giờ cuối cùng mình đã sang chậu xong hết 7 chậu rồi đó các bạn. Cái này là hai cây nho thân gỗ nè. Thân gỗ này nó cũng còn bé lắm nhưng mà không sao, mình trồng chơi. Hai cây. Còn đây nó là năm cái cây mai tứ quý Việt Nam đúng không anh? Đây thì mình chỉ muốn chia sẻ với cả nhà những cái cây mình mới mua về từ ở bên tiểu bang Florida. Đây. Thôi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích video của mình hãy bấm like, chia sẻ và bấm chuông nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.